C'est pour qui ça? Pas de jambon fromage. Mais si, j'ai des bons. Qu'est-ce que je prends? Il y a pas de un poulet pour eux. Oui. Non, 3 ans. 3 ans, Đi cả thôi. Các bạn có biết chú chó này không? Chú chó này là Chihuahua được 5 tháng tuổi các bạn. Trong cái thời gian còn nhỏ cho nên Chihuahua, chú chó này thường hay bị run người, cái kiểu là bị lạnh đó các bạn. Do cái lớp lông và cái lớp da còn rất là mỏng và yếu. Cho nên dù là mùa hè, cho nên chú chó này vẫn cảm thấy lạnh các bạn. Khi mùa đông thì cứng cáp hơn thì chú chó sẽ quen thuộc với thời tiết nhiều hơn. Còn cái này là cái khu vui chơi, là cái nơi ở ngoài sân để tạo điều kiện thuận lợi cho những khách hàng đi đến cùng với con của mình. Thì cho các con có cái nơi mà để giải trí, đồng thời ăn uống, ngắm cảnh sân vườn. Đây là cổ mộ, là một cái nhà hàng lý tưởng thu hút khách hàng đó các bạn.
Rồi sao lại bay ra không được rồi? Tự nhiên đi vô đây làm chi mà cho mắc kẹt không bay ra được rồi nè. Thả hết một lần rồi, sao không sợ nhỉ? Ông này là ông dò dẻ nha các bạn, cho nên nó rất là nguy hiểm. Khi nó đến gần mình thì các bạn cứ để tự nhiên, không nên chọc phá nó, nếu không nó sẽ quay lại chích, và chích là một rất là nguy hiểm, sưng lên luôn á. Je vois que tu es. C'est quoi en passant? Du cabillaud. Ah, du cabillaud. Voilà mon bonhomme, la dernière. Avant. Bonjour ton mère. Comme ça, après, je te lâche. Je te laisse partir. Donc là, vous allez retourner, c'est un truc de... qu'on a fait là. Non, c'est pas maintenant, c'est donc là. Non. C'est pas maintenant, c'est dangereux. C'est quoi? Bah, que tu voudrais bien retourner dans un traiteur, un des fermes montées là. On avait été avec toi là. De toute façon, tu vas tomber. Faire ça et mettre des pièces électroniques. Ah ouais, en casser dedans pour... Dedans, faire couler l'époxy et rajouter... Noyer dedans, ouais. Yeah, c'est ça, voilà. Ouais, j'ai déjà vu quand ils noient les bazars dedans, c'est pas mal. J'ai vu ça, j'ai dit franchement, ça me botte, ça me plaît, alors je dis... Parce que bon, moi, je bricole, mais je sais pas, voilà, toi t'es menuisier, t'as le atelier. Ouais, moi j'ai combiné tout, mais... En fait, j'ai 4 garages. Le grand à la maison, on s'y met 4 voitures dedans, on en a que 2, on s'est plus bougé. Ah ouais, ouais. Une dame là. Alors, c'est celle qui est cassée, ça. Kayan. Un gay, une glace. William, un game, hein? Nó đi nhiệt luôn ta. Les enfants, ça va aller. Ah ben, encore mieux. Voilà, merci. Mamie, à cause de vous, j'ai mangé sans boire. Encore? À cause de vous, j'ai mangé sans boire. On n'a pas de boisson pour manger. Mais personne ici non plus. Qui devait servir? C'est moi, mais quand on a eu les pas en même temps. C'est pas sur le terrain ici. C'est pas quoi dit? C'est pas sur le terrain ici. J'ai plus les mots. T'as plus le mot? Toi, c'est quoi? Coupe de fraise. Une coupe Melba. Une crème Melba. Une fraise Melba. Ah, c'est pour ça, il y a un plein fraise. C'est 3000 ou c'est... Oulala. Le commandement, c'est 3000 ou... Ah oui, nous, on est déjà... On est déjà très... C'est carré, hein. Tu n'es pas encore? Non. Non? Il y a beaucoup quand même. Il a pas sa casquette. Il ne faut pas s'extérioriser. Isabelle,
Ah, Nicolas. Ah non, non, Tati, regarde Tati, elle a des lunettes aussi comme toi. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 10 fois, que tu me dis attends, tu... au-dessus Guyane, au-dessus des oreilles. Ouais. Ben viens avec toi. Attends. Voilà. Non. On va avec ça, ça va. Bây giờ tới giờ về thì tụi mình đi giờ thôi cả nhà. Đây, bà nội tiễn ra. Bà nội giữ quy giam lại. Bà nội tiễn ra ngoài, đi về. Thôi bye bye mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, một cái video ngắn về cả đại, không phải hoàn toàn là đại gia đình, một phần nhỏ của gia đình bên mẹ chồng mình. Rồi bye bye nha, bye bye.